Nam cư sĩ ấy sau khi làm công việc xong ở Savatthi, đi đến Thế Tôn sau khi đi đến đảnh lễ Đế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với nam cư sĩ ấy đang ngồi một bên: đã lâu rồi, này nam cư sĩ, ngươi tạo nên cơ hội này, tức là đến đây. Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi, con muốn ý kiến Thế Tôn, nhưng con bị bận bịu bởi những công việc phải làm này khác, nên con không thể đi ý kiến Thế Tôn được. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: ai lão luyện chánh pháp, được nghe nhiều chánh pháp, không xem bất cứ gì là an lạc của mình, hãy xem não hại thai, những ai có sở hữu khiến cho con người này bị trói buộc người khác. Dạ thưa. Kính mời Sis Quang Thanh. Dạ, con kính hành lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật, Ấn Đức Pháp và Ấn Đức Tăng. Alo đạo tràng ạ. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính cảm ơn cô Sang Đông. Con kính hành lễ ba ngôi Tam Bảo, Ấn Đức Phật, Ấn Đức Pháp, Ấn Đức Tăng. Con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Tinh Tiểu Vụ Ý Tí Bút Tá Cá. Con cảm ơn chú Bác Thần Á đã bắt bài. Kinh Phật Tự Thuyết chương 2 Phẩm Mũ Trá Linh Đá bài 5. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú tại ở Sa Quá Thí Tạ Chê Tá Quá Ná, khu vườn ông A Na A Bin Đi Cá. Lúc bấy giờ nam cư sĩ tên là Ích Cha Nan Gá La Cá đi đến Sa Quát Thí vì một vài công việc phải làm. Nam cư sĩ ấy sau khi làm công việc xong ở Sa Quát Thí, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với nam cư sĩ ấy đang ngồi một bên: đã lâu rồi, này nam cư sĩ, ngươi tạo nên cơ hội này. Ý măng bát ra răng a ca sĩ, tức là đến đây bạch Thế Tôn, đã lâu rồi con muốn yết kiến Thế Tôn, nhưng con bị bận bịu bởi những công việc phải làm này khác, nên con không thể đi yết kiến Thế Tôn được. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: ai lão luyện chánh pháp, được nghe nhiều chánh pháp, không xem bất cứ gì là an lạc của mình, hãy xem não hại thay, những ai có sở hữu khiến cho con người này bị trói buộc người khác. Dạ, con kính cảm ơn chúng ta thân ái. Con đã đọc bài xong, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ Nam Mô Bất Tha Giá, dạ Nam Mô Thẩm Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức dạ Tuệ Đức. Dạ con kính mời Đại Đức Tuệ Đức có thể lên đọc trước con được không ạ? Dạ alo. Dạ nhà con ơi, mình có thể mình mời Đại Đức Tuệ Đức lên mời trước được không? Dạ con không thấy có âm thanh. Dạ 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 thôi để con xin nha, con xin đọc bài kinh tiểu bộ Quý Tí Phút Tá Cá, kinh Phật Tự Thuyết chương 2 La Mã Phẩm Mô Cá Linh Đá bài 5 UD 13. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sa Quách Thí
tại Chê Tá Quá Ná, khu vườn ông Anna Thá Phiền Đi Cá. Lúc bấy giờ, một nam cư sĩ tên là Ích-cha Nành Ga-la-ca đi đến Sa Quát Thí vì một vài công việc phải làm. Nam cư sĩ ấy sau khi làm công việc xong ở Sa Quát Thí đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với nam cư sĩ ấy đang ngồi một bên: "Đâu rồi? Này nam cư sĩ, ngươi đạo nên cơ ngươi tạo thêm nên cơ hội này. Ý man phá rí cha rằng á ca sĩ." Tức là đến đây, bạch Thế Tôn, đã lâu rồi con muốn ý kiến Thế Tôn, nhưng con bị bận bịu bởi những công việc phải làm này khác, nên con không thể đi ý kiến Thế Tôn được. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: "Ai lão luyện chánh pháp, được nghe nhiều chánh pháp, không xem bất cứ gì là ác của mình, hãy xem não hại thay những ai có sở hữu, khiến cho con người này bị trói buộc người khác." Dạ, con đã đọc xong. Dạ, kính mời chị Cẩm Vân. Dạ alo. Dạ alo. Ô chị Quỳnh, mình đọc hết rồi mà không, ủa sao không nghe hả? Oh my god. Dạ có thể mình xin đọc lại hay là mình mời chị Cẩm Vân. Dạ, để có thể là con xin đọc lại lần nữa đi. Dạ. Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Vít Ta Khá, Kinh Phật Tự Thiết Chương Phẩm Múc Cá Linh Đa. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sao Quá Thí tại Vê Tá Quá Ná, khu vườn ông Á Na Tháp Vinh Đi Cá. Lúc bấy giờ, một nam cư sĩ tên là Ích Cha Nan Gát Tá Khá đi đến Sao Quá Thí vì một vài công việc phải làm. Nam cư sĩ ấy sau khi làm công việc xong ở Sa Quát Thí đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với nam cư sĩ ấy đang ngồi một bên: "Đã lâu rồi này nam cư sĩ, ngươi tạo nên cơ hội này. Ý man phát thí già dần cà sĩ." Tức là đến đây, bạch Thế Tôn, đã lâu rồi con muốn ý kiến Thế Tôn, nhưng con bị bận bịu bởi những công việc phải làm này khác, nên con không thể đi ý kiến Thế Tôn được. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: "Ai lão luyện chánh pháp, được nghe hiểu chánh pháp, không xem bất cứ gì là an lạc của mình, hãy xem não hại thay những ai có sở hữu,
khiến cho con người này bị trói buộc người khác. Dạ hết. Dạ, kính mời chị Cẩm Vân Huynh Quốc Thanh Á. Dạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn chị Lạc Lê. Nam mô Bụt Tha, dạ Nam mô Thầm Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tăng, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Bụt Tha Ca. Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, phẩm Mú Chá Linh Đá. Bài 5. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sa Quát Thí tại Chê Tá Quá Na, khu vườn ông Á Na Há Bình Đi Cá. Lúc bấy giờ, một nam cư sĩ tên là Ít Cha Nan Gá Lá Cá đi đến Sa Quát Thí vì một vài công việc phải làm. Nam cư sĩ ấy sau khi làm công việc xong ở Sa Quát Thí đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với nam cư sĩ ấy đang ngồi một bên: đã lâu rồi này nam cư sĩ, ngươi tạo nên cơ hội này, ý măng phá rí gia văn á ca sĩ, tức là đến đây. Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi con muốn ý kiến Thế Tôn, nhưng con bị bận bịu bởi những công việc phải làm này khác, nên con không thể đi ý kiến Thế Tôn được. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: ai lão luyện chánh pháp, được nghe nhiều chánh pháp, không xem bất cứ gì là an lạc của mình, hãy xem não hại thai những ai có sở hữu khiến cho con người này bị trói buộc người khác. Và cảm nhân đã đọc bài xong, mến mời bạn tay của học giáo pháp. Sa thú, kính cảm ơn cô Cẩm Vân. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ quý sư Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Đệ Đức cùng chư Tôn Đức. Con xin thành kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý Phật tử trong đạo tràng. Con kính cảm ơn cô chú đã cho con biết tín hiệu. Con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ Y Tế Bụt Tha Ca, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, phẩm Mú Chá Linh Đá. Bài 5. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sa Quát Thí tại Chê Tá Quán Ná, khu vườn ông A Na Tha Bình Đi Cá. Lúc bây giờ, một nam cư sĩ tên là Ít Cha Nàng Gá La Cá đi đến Sa Quát Thí vì một vài công việc phải làm. Nam cư sĩ ấy sau khi làm công việc xong ở Sa Quát Thí đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với nam cư sĩ ấy đang ngồi một bên: đã lâu rồi này nam cư sĩ, ngươi đã tạo nên cơ hội này, Imam Bariya Yang Akasi, tức là đến đây. Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi con muốn ý kiến Thế Tôn, nhưng con bị bận bịu bởi những công việc phải làm này khác, nên con không thể đi ý kiến Thế Tôn được. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: ai lão luyện chánh pháp, được nghe nhiều chánh pháp, không xem bất cứ gì là an lạc của mình, hãy xem não hại thay những ai có sở hữu khiến cho con người này bị trói buộc người khác. Con đã đọc xong, con xin cảm ơn bác Quá Thanh Á đã bóc bài. Con xin nhường mic cho người tiếp theo. Sa thu làm thầy học giáo pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin đọc kinh
Tiểu bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, phẩm Mujjhalinda, bài 5. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Chetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ một nam cư sĩ tên là Icchānangālaka đi đến Savatthi vì một vài công việc phải làm. Nam cư sĩ ấy sau khi làm công việc xong ở Savatthi, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với nam cư sĩ ấy đang ngồi một bên. Đã lâu rồi, này nam cư sĩ, người tạo nên cơ hội này, Ipmang Pariyayang Akasi, tức là đến đây. Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi, con muốn yết kiến Thế Tôn nhưng con bị bận bịu bởi những công việc phải làm này khác, nên con không thể đi yết kiến Thế Tôn được. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Ai lão luyện chánh pháp, được nghe nhiều chánh pháp, không xem bất cứ gì là an lạc của mình, hãy xem não hại thay. Những ai có sở hữu, khiến cho con người ấy bị trói buộc người khác. Dạ, con đã đọc xong kinh. Bài kinh là bộ. Dạ, Thanh Na xin được kính mời Sít Tiền Thuỳnh nha. À, thấy Tinan và Rum này. À, Tinan có đọc bài không thì giơ tay lên đọc nhé. Đang còn thì giờ. Mến mời Tinan nhé. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 2, phẩm Mujjhalinda. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Chetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, một nam cư sĩ tên là Icchānangālaka đi đến Savatthi vì một vài công việc phải làm. Nam cư sĩ ấy, sau khi làm công việc xong ở Savatthi, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với nam cư sĩ ấy đang ngồi một bên. Đã lâu rồi, này nam cư sĩ, ngươi tạo nên cơ hội này. Imang Pariyayang Akasi, tức là đến đây, bạch Thế Tôn, đã lâu rồi con muốn ý kiến Thế Tôn, nhưng con bị bận bịu bởi những công việc phải làm này khác, nên con không thể đi ý kiến Thế Tôn được. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này. Ai lão luyện chánh pháp, được nghe nhiều chánh pháp, không xem bất cứ gì là an lạc của mình, hãy xem não hại thai, ai có sở hữu khiến cho con người này bị trói buộc người khác. Dạ, thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con xin dùng mic lại cho cô Nhật Quỳnh ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn sư Tina. Nam mô Bích Hà. Dạ. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Pháp Tăng cùng chư tôn đức vừa ban năm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn sức rộng đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, sa thú lanh thai. Nhật Bình kính cảm ơn sức rộng đông, sức quan thanh, sức tâm phương, cẩm vân, học và giáo pháp, Bình Quách Thanh Á, Thi Đà đã hoan hỷ ông bài. Dạ, bây giờ cũng đã đến giờ học bài mới. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được Thượng tọa Pháp Tăng giảng dạy bài học ngày hôm nay, dạ cảm ơn Nam Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, kính lễ cô tu nữ Thâm Má Cha Rí vừa vào đạo tràng. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga va to ha ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga va to ha ra ha to sam
sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bhut ta ha sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy kinh giữ pháp từ. Dạ con xin sám hối với đạo tràng ạ. Dạ con xin tịnh pháp sư đợi ạ. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Duyệt lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, ma 45 hạ chất vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ trước khi con thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa pháp tăng, con xin phép được đọc âm chánh văn. Dạ cảm ơn Minh Quát Tha Ná đã cho bài học. Bài học hôm nay kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, kinh Phật tự thuyết, chương 2, phẩm Bích Cha Linda, bài 6 La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sao Quá Thi tại Chê Tá Quá Ná, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ thanh nữ trẻ Bà La Môn, vợ của du sĩ, có thai súc sinh. Uban Channa, vợ của du sĩ ấy, nói với du sĩ: Này Bà La Môn, hãy đi và đem dậu về, tôi cần dùng khi sanh con. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo nói với nữ du sĩ: Ở đâu ta có thể đem dầu về cho nàng? Phô Ti Gia, lần thứ hai nữ du sĩ nói với du sĩ: Này Bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sanh con. Lần thứ hai du sĩ nói với nữ du sĩ: Ở đâu ta có thể đem dầu về cho nàng? Lần thứ ba nữ du sĩ nói với du sĩ: Này Bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng dầu khi sanh con. Lúc bấy giờ tại một Kotha Yare của vua Bà Sê Na Đi nước Cô Xá Lá, một sa môn hai Bà La Môn có thể uống mơ hay dầu cho đến thỏa thích, nhưng không được mang đi. Người du sĩ ấy suy nghĩ: Tại một kho của vua Ba Sê Na Đi nước Cô Xá Lá, vân vân, không được mang đi. Vậy ta hãy đi đến kho của vua Ba Sê Na Đi nước Cô Xá Lá, uống dầu cho đến thỏa thích. Sau khi đến, sau khi về đến nhà, mửa Quân Ghi Rích Hòa Ná dầu ấy ra và ta cho nữ du sĩ dùng khi sanh con. Rồi du sĩ ấy đi đến nhà kho của vua Ba Sê Na Đi nước Cô Xá Lá, uống dầu cho đến thỏa thích. Hơn khi về nhà không có thể mửa lên hay mửa xuống, có cảm thọ khổ đau, nhói đau, đau khốc liệt, thống khổ,
lăn lộn qua lại Avatthi Bhadirathi. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Thế Tôn thấy người du sĩ ấy cảm thọ khổ đau, nhói đau khốc liệt, thống khổ lăn lộn qua lại. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: An lạc thai là người không có gì sở hữu, người chánh trí hiểu biết không có gì sở hữu. Hãy xem não hại thai những ai có sở hữu, khiến con người này bị trói buộc người khác. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong trung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân Bích Chánh Sư. Dạ, Nam Mô Bhuddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Trước khi vào cái bài giảng hôm nay, chúng tôi cùng quý vị hướng về tam bảo đảnh lễ tâm đắc. Arahang Samma Sambuddho Bhuttang Phagavan Tăng Ái Qua Đê Mỹ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, Đấng Thiên Nhân Sư Bi Trí Vẹn Toàn. Soa Khato Phagavata Thammo Thammang Nama Sami. Như tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thiết hiện tiền vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhatibhano Phagavato Savakasangho Sankhang Masami. Như tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh, quả còn phàm là mô phạm của nguồn sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mong tam bảo giang hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Tha Gia. Nhà kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay đó thì chúng ta đã được nghe cái phần chánh kinh. Tóm lược qua cái câu chuyện là có một nữ bà la môn nọ mang thai, rồi gần tới sắp ngày sinh thì nói với người chồng của mình đi kiếm dầu để lúc mà sinh thoa sức. Thì người thiếu phụ này đó đã nói với chồng mình đến lần thứ ba hãy đi kiếm dầu, thì người chồng cũng không biết dầu đâu để mà kiếm. Nghe đâu đó đó, tức là Yubasenadi nước Kosala đó cho có cái kho dầu, người ta vô đó uống dầu, uống dầu, và không được phép sách mang về mà chỉ được uống dầu. Thì ông người thanh niên bà la môn này nghĩ rằng vì thương vợ cho nên là sẽ cố gắng đến tìm đến đó để mà uống cái dầu đó, nghĩ rằng uống dầu rồi sau khi về tới nhà sẽ nôn mửa ra đó, thì sẽ lấy cái dầu đó cho vợ của mình thoa sức khi mà sau khi đã sinh. Thì nhưng mà rồi uống dầu vô thì cái người thanh niên bà la môn này đã thọ khổ đau đớn khốc liệt. Thì quý vị cũng có nghĩ, cũng có thể là
dầu đó là dầu gió hay là dầu mà thường thường là người ta thu dùng cho những cái người phụ nữ, ví dụ vậy. Thì dầu mà uống vô trong người thì có lẽ là nó khó chịu, không thể nào được. Người ta thoa sức bên ngoài cũng chỉ là uống. Cho nên cái người thanh niên này rất là đau đớn, đau đớn. Thì nhân đó đó, buổi sáng sớm đó thì Đức Phật Ngài cũng đã đi khất thực. Thì đi khất thực thì ở tại thành Sa Bát Thi đó, thì Ngài biết được nữ bà, một người bà la môn, thanh niên bà la môn, du sĩ đó, đó bị đau khốc liệt như vậy. Cho nên hiểu được bất cứ ý nghĩa này đó, thì Đức Phật Ngài mới nói rằng là Ngài nói lên một cái lời cảm hứng. Ngài nói rằng là an lạc thai là người không có gì sở hữu, với chánh tri hiểu biết, với chánh tri hiểu biết không có gì sở hữu, hãy xem nào hại thai những ai có sở hữu, khiến cho con người này bị trói buộc người khác, bị trói buộc người khác. Ở đây đó, cái câu kệ ngôn này thì Đức Phật Ngài muốn nói lên là một cái người mà không có nghĩ rằng sự vướng bận hay là sở hữu một cái bất cứ một cái thứ gì trên đời, nếu mà một người mà hiểu được cái điều đó, đó thì thật sự đó là có sự an lạc. Còn nếu như mà mình không hiểu được điều đó, đó mình bị trói buộc bởi vật này, bởi người kia, bởi cái nọ đó, thì thật sự là không có được cái sự an lạc, không có được sự an lạc. Bây giờ đó, trong cái ý nghĩa này đó, thì chúng ta hiểu rằng là Đức Phật Ngài dạy rằng là hạnh phúc nhất á, hạnh phúc nhất á, là cái người không có nghĩ rằng sở hữu bất cứ cái gì. Sở hữu ở đây là nói là của tôi đó, của tôi đó. Của tôi đó. Cho nên là trong cái nghĩ chung của phàm phu đó, thì mình nghĩ rằng của mình, cái này vật ngoại thân là của mình. Ví dụ như là chúng ta nghĩ rằng là cái nhà là của mình, mảnh đất của mình, chiếc xe của mình, cái bàn, cái ghế của mình, bất cứ cái gì, tiền bạc, châu báu gì đó của mình, mình nghĩ ra của mình. Sự thật ra thì cái đó là những vật ngoại thân thôi. Ngoại thân tức là nó không phải trong thân mình, nó là ngoại thân. Nhưng mà ai nghĩ rằng cái đó là của mình thì mình bị trói buộc. Giống như chúng ta thấy rằng là cái con bò đó, nó bị cột cái sợi dây dàm ở trong cái con, cái lỗ mũi của nó. Thường thường là khi mà cái con bò nó lớn lớn lên chút đó, là người ta xỏ cái lỗ mũi nó bằng cây, một cái cây tre gióc nhọn, người ta đâm thủng qua, rồi người ta cột cái khoen sắt, cái khoen sắt đó sau này nó trở thành cột thành cái sợi dây dàm cho cái con bò. Thì chúng ta hiểu rằng con bò bị trói buộc bởi cái sợi dây dàm, nhưng mà cái sợi dây dàm nó dính ở trong cái mũi con bò bởi con bò. Cho nên là chúng ta hiểu rằng khi mà tâm căn cảnh mà nó giao thoa với nhau, giao thoa với nhau thì thức sanh khởi. Mà thức sanh khởi trong cái sự đắm nhiễm, trong cái sự dính mắc, trong cái sự ôm ấp, giữ lấy. Mình ưa thích cái gì đó, mình ưa thích cái gì đó, thì mình đi tìm kiếm cái đó. Mình ưa thích cái gì đó, thì mình đi tìm kiếm cái đó. Rồi mình tìm kiếm những cái đó để xem như là vật khả ái, khả lạc, khả ý. Trong kinh nói như vậy, khả ái tức là để cho mình thương, khả lạc tức là mình vui thích, mình hạnh phúc, rồi khả ý tức là vừa ý với chính mình, vừa ý chính mình. Thì khi mà tâm mình nghĩ rằng khả ái, khả lạc, khả ý đó, khả hỷ đó, thì rõ ràng là bị trói buộc rồi, bị trói buộc rồi. Cho nên nếu một người hiểu rõ như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cả những cái vật ngoại thân không có chi là của mình, không có chi là của mình. Giờ chúng tôi đang nói cái vật ngoại thân không có chi là của mình. Quý vị thấy rằng thường là
Giống như trong Kinh Pháp Cú, trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rằng con tôi tài sản thôi, phàm phu nghĩ vậy nhưng mà có chi, chính thân còn có ra gì, huống là sự nghiệp của, huống là sự nghiệp cái chi của mình. Chúng ta hiểu vậy. Cho nên là phàm phu thì thường là nghĩ là sở hữu. Nhưng mà chúng ta biết rằng làm sao để chúng ta có một cái ý nghĩ thoát ra cái sự mà gọi là sở hữu. Chúng ta đâu có chưa có cái ý nghĩ đó. Hoặc có ý nghĩ thì manh mún đây đó, nó là sự trói buộc. Nó là sự trói buộc. Đối với mình vẫn hiểu rằng là vật ngoại thân nó không phải là của mình. Vì mình ra đi thì mình bỏ tất cả mà. Vợ con tài sản, chồng con tài sản, không có cái gì là của mình đó. Bởi vì ngay cả cái chính tâm thân của mình nó cũng phải là của mình. Nếu mà tâm thân của mình nó bệnh, nó là của mình thì mình bảo nó đừng bệnh nè, rồi mình bảo nó đừng nặng tay nè, rồi mình bảo nó cái này cái kia đó, thì nó nghe lời mình rồi. Nghe lời mình, nó không bệnh, nó không có nặng tay, không có chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà đằng này không phải vậy. Có nhiều khi chúng ta bệnh rồi, tay chân chúng ta cũng bất động. Nhẹ thì chúng ta cảm thấy nó nặng nề. Như những cái người mà theo dân gian thì mình nói là trúng gió đó. Cái tay của mình mà bị trúng gió là mình kêu mình dở lên cũng đã nặng nề rồi. Còn nặng hơn nữa là chúng ta bị tai biến, bại liệt một bên thân người, gọi là bán thân, bất toại. Có nghĩa là nửa thân người nó không thể cử động được. Méo miệng qua một bên thì chúng ta cũng gặp hoài, gặp thường gặp những cái người bệnh như vậy, cái triệu chứng như vậy. Như vậy thì cái thân của mình nó không phải là của mình. Rồi vật ngoại thân á, thì quý vị thấy rằng là không có cái gì của mình hết. Tài sản mình nhắm mắt lìa đời thì cũng chỉ là ở trong cái ở cái cổng nhà trở vô nhà thôi, nếu mà mình hiểu được như vậy. Nhưng mà mình làm sao thoát khỏi nè, thoát khỏi cái suy nghĩ. Nhưng mà Đức Phật ngài muốn nhấn mạnh cho chúng ta biết đó, là vì chúng ta nghĩ rằng cái đó là sở hữu của mình, cho nên là mình phải bị trói buộc, phải bị khổ. Như chúng tôi nói đó, là cái sợi dây dàm nó trói con bò lại, và cái con bò cũng là cái sự trói buộc cái sợi dây dàm. Thì giữa căn và cảnh nó liên hệ với nhau, mà một khi không có hiểu rõ được đó, Đức Phật ngài dạy ở đây, người chánh tri hiểu được biết, người chánh tri hiểu biết không có gì sở hữu, hãy xem não hại thai những ai có sở hữu. Mình nghĩ rằng mình sở hữu cho nên là khổ của mình. Bây giờ chúng tôi nói nè, nếu mình có một chiếc xe, mặc dù là mình hiểu trong một cái góc độ nào đó chiếc xe là phương tiện của mình thôi, tùy theo cái góc nhìn của mỗi người, chiếc xe nó cũng chỉ là phương tiện. Nhưng mà có người nói là chiếc xe nó là một cái thể diện của người ta, người ta thể hiện cái đẳng cấp của người ta. Rồi chiếc xe nó trở thành một cái gì đó được phô diễn lên, trở thành một cái người giàu có, tùy theo mỗi cái người quan niệm. Nhưng mà đã một khi mà một chiếc xe đó nó trở thành cái của mình, nếu mà trước đây nó đậu ngoài đường của người khác á, trước đây 5-10 phút ha, 5-10 phút mà nó đậu ở ngoài đường của người khác á, thì có một người nào đó đi ngang lấy một cái vật cục sắt, cái búa gì đó đập vô bể cái kiến, hay là đập vô thủng buồng xe, hay hoặc là cạo cho trầy chiếc xe hơi của mình, ví dụ vậy đi. Cái người đó nếu mà là của người đó thì mình cũng có gì đâu mà mình phải nao lòng nhiều. Nếu có nao lòng chạnh lòng lắm thì cũng được. Tại sao cái người này đó sao mà xấu tính quá vậy, xấu nết quá vậy, sao mà đập của người ta vậy, sao mà cào xe của người ta vậy, cào xe vậy. Nhưng mà nếu mà một cái người đó họ nói là chiếc xe đó họ cúng cho tôi, hay hoặc là họ cho quý vị, cho sư, hay là cho quý vị,
thì khi mà vừa giao giấy tờ cho chúng tôi hay là vừa giao cái chìa khóa xe cho chúng tôi thì lúc ai mà cạo vô chiếc xe đó chúng tôi cảm thấy nó xót xa lắm, thấy không? Ai đập vô chiếc xe đó chúng tôi cũng cảm thấy xót xa lắm, hay là quý vị cũng thấy xót xa lắm. Thì bây giờ đó, cái mà mình gọi nghĩ rằng đó là sở hữu của mình thì lúc bấy giờ là mình sẽ khổ đau. Cái vật khác nữa, nhiều cái vật khác nữa. Căn nhà của mình, bởi vậy mình hiểu trong cái giáo lý duyên khởi của Đức Phật đó, mình hiểu ra là Đức Phật này là do có cái này cho nên có cái khác, do có cái này cho nên có cái kia, do có cái kia cho nên có cái nọ. Bắt đầu là từ có căn nhà, thì có căn nhà không mà nó trống lỏng thì sao được, phải không? Phải có cái bàn, cái ghế, phải có cái giường ngủ, phải có cái tủ đựng chén, rồi phải có cái tủ đựng quần áo, phải có kệ sách, có cái này cái kia vân vân, là những cái vật phụ thuộc theo đó, là xin thưa quý vị là do có căn nhà, do có căn nhà cho nên có cái này cho nên có cái kia, do có cái này cho nên có cái kia. Chúng ta hiểu là như vậy. Cho nên á, nếu như mà nghĩ bất cứ một cái thứ gì trên cuộc đời này mà bắt đầu là chúng ta nghĩ rằng cái đó là sở hữu của mình thì mình khổ. Bây giờ nè, chúng tôi nói rằng bất cứ cái vật gì ngoại thân của chúng ta, từ vật dụng, đất đai, nhà cửa, bàn ghế, rồi xe cộ, rồi ngay cả đơn giản nhất đôi dép chiếc giày, đôi dép chiếc giày, cái quần cái áo, mình để ý một điều đó là cái nó vừa dặn với mình thì mình thích, đặc biệt là giày dép quần áo. Cái gì mà mình bận, quần áo mà mình bận cảm thấy nó thích thú, nó hài lòng, nó vừa mát, nó vừa dặn, kiểu dáng nó đẹp thì mình thích bận bộ đồ đó hoài, thích bận bộ đồ đó hoài. Mặc dù là mình cũng muốn làm mới cho mình cái gì đó, nhưng mà bận cái bộ đồ đó mình cảm thấy thích, cảm thấy thích. Rồi đôi dép của chúng ta vậy, nhưng mà đôi giày, đôi dép của chúng ta mà chúng ta mang nó vừa dặn thì chúng ta thích, thích hoài, mang đến nỗi mà chừng khi nào chúng ta thấy cũ quá rồi đó, sợ nhiều khi đi ra đường người ta chê cười mình là sao mà ăn bận gì đâu mà mang dép gì lẹp xẹp, hay là ăn bận gì đâu đó là nó lượm thượm vân vân, dơ bẩn vân vân. Thì chúng ta có thể thay đổi, nhưng mà cái gì mà chúng ta vừa ý thì chúng ta lại thích, thích mang nó hoài, thích mặc nó hoài. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy. Như vậy thì ở đây đó, bất cứ cái thứ gì trên cuộc đời này mà Đức Phật này nói là mình có sở hữu cái đó thì mình sẽ bị khổ. Cái mình nghĩ cái miếng đất này là của mình, căn nhà này là của mình, chiếc xe này là của mình, cái bàn này là của mình, cái giường này là của mình, cái máy này của mình, vân vân, thì những cái đó nó làm cho mình phải có cái sự dính mắc rất là nhiều. Và nếu như một người hiểu biết đó thì quý vị biết rằng không có cái gì là của mình, mình hiểu rõ vậy. Bởi vì mình đi rồi mình cũng tay trắng thôi, trắng tay thôi, đi đến với cuộc đời này là tay trắng, nhưng mà ra đi với cuộc đời này đó, thì là cũng trắng tay, không có gì hết, chỉ mang theo đó là cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp hay ác nghiệp mà thôi. Nếu chúng ta còn luân hồi, chỉ mang theo được cái công đức, phước đức và tội lỗi mà thôi, không thể mang theo được cái gì. Cho nên là cái gì mà chúng ta nghĩ nó là sở hữu đó, nó cũng chỉ là từ ở cái nghĩa địa trở vô đây thôi. Cái nghĩa địa ở như vậy. Việt Nam chúng ta thì có cái thói quen là địa tán, Ấn Độ thì có cái thói quen là quả tán, cái tập quán của họ là quả tán, hoặc Campuchia là quả tán, vân vân. Thì mình nói như vậy để cho chúng ta thấy là tất cả những cái gì mà chúng ta nghĩ nó là sở hữu thì thật sự là không có cái gì là của mình. Từ tài sản chúng ta đó là từ ở cửa cổng nhà vô trở nhà thôi. Khi mỗi người có thương tiếc, khóc đôi ba, dòng nước mắt, giọt lệ chảy, rơi chảy để tiễn đưa người quá cố, ví dụ vậy, thì cũng chỉ là tài sản để lại từ ở cái cổng nhà trở vô thôi. Nhà chúng ta có cái cổng trước á,
Thì tài sản của chúng ta cũng nằm ở trong từ, ở cổng nhà trở vô, chứ đâu có ra ngoài được. Rồi người thân của chúng ta đó, mà chúng ta nghĩ rằng là của mình, người đó là của mình. Từ khi, nếu mà cái câu chuyện mà qua cái câu chuyện của một cái người thanh niên Bà La Môn này, và yêu thương cái người vợ của mình là một cái thiếu phụ, một người phụ, một thiếu phụ như vậy đó, và đã uống cái dầu vô để nghĩ rằng về tới nhà nó xối ra rồi lấy dầu đó tha cho mình, tha cho vợ của mình, sức cho vợ của mình, thì đó là một cái sự thương mến, cái sự thương mến. Nhưng mà chính cái sự thương mến đó là sự cột chặt, cột chặt, nghĩ đó là sở hữu. Cho nên là cái người thanh niên Bà La Môn này đã cảm thọ, khi mà đã cảm thọ đau đớn, quằn quại trước cái việc mà uống dầu từ ở trong kho của Đức Vua Ba Xê Na Đí, tức là Đức Vua Ba Tư Nạc. Chúng ta thấy như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái vật ngoại thân là của mình thì không phải là của mình. Không có cái gì mà của mình hết. Tài sản nó cũng từ ở cái cổng nhà trở vô thôi. Người thân của chúng ta cũng chỉ đi đưa đến cái nơi mà chôn cất chúng ta thôi. Nếu chúng ta địa táng là ở nghĩa địa, còn chúng ta quả táng thì cũng nằm ở cái đài quả táng là thôi. Người thân của chúng ta chỉ đưa chúng ta đến đó rồi khóc đôi ba chiều, có lắm thì cũng đau khổ quằn quại một chút rồi đó thì cũng ra đi. Cho nên là trong Kinh Pháp Cú có nói là tử thần khi đã dắt tay, thân tình cho mấy thế thai được nào, dầu cho cốt nhục thâm bào, làm sao theo hộ, làm sao cứu giúp. Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật này dạy vậy. Cho nên là nếu mà mình nói rằng bất cứ cái vật gì sở mà chúng ta nghĩ là sở hữu thì không có cái gì là của mình. Mà Đức Phật ngài nói là cái người chánh tri á, tức là cái người hiểu biết chân chánh á, thì không có một cái vật gì của mình. Rồi bây giờ nói đến cái gì nữa? Nói đến cái vật nội thân của chúng ta. Nội thân của chúng ta không có cái gì của mình. Bởi vì chúng ta biết rằng chúng sanh hình thành ở dưới dạng ngũ quẩn. Banchakanta, Banchakanta, Rupakanta, Vedanakanta, Sanyakanta, Sankarakanta, vâng. Thì chúng ta thấy rằng thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, sắc quẩn, thức quẩn, Vinyakanta. Thì từ ở trong năm quẩn đó, quẩn ở đây đó được gọi là cái sự tập hợp. Định nghĩa của cái chữ chữ khanh thá ở đây là nhóm khối chùm, nhóm khối chùm. Cái gì mà nó được nhóm lại, nó gom lại nhiều thành phần thì cái đó được gọi là nhóm, hay là ta nói là khối. Sở dĩ nó được là gọi là khối, nó quấn tụ lại thành một khối, đó là nhiều cái vật, nhiều cái thành phần nó hợp lại, cho nên được gọi là khối. Rồi một chùm, thí dụ như mình nói là một chùm chìa khóa thì trong đó có nhiều cái chìa khóa, từ hai chìa khóa trở lên thì gọi là chùm. Số nhiều được gọi là nhiều, số nhiều là hai chìa khóa trở lên là nhiều. Hay hoặc là một chùm nho hay là một chùm gì đó, thì cái chữ định nghĩa, cái chữ khanh thá ở đây đó là nhóm khối và chùm. Thì thân của chúng ta đó được hình thành bởi năm quẩn banh chắc khanh thá. Cái mà sắc thân này đó là sắc quẩn, sắc thân này là sắc quẩn. Cái mà chúng ta cảm thọ, cảm nhận được vui buồn, bình thản, đau đớn sắc thân hay là thoải mái của sắc thân, đó là thọ. Bình thản của cái tâm của mình là thọ, vân vân. Thì cái đó là thọ. Rồi tưởng tức là cái kinh nghiệm cảnh. Khi mà mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm, tâm chúng ta suy nghĩ, quen về những cái đó hoài rồi. Chúng ta chỉ cần nhìn thoáng qua là chúng ta biết, nhận thức ngay cái đó là cái gì. Chúng ta chỉ cần nghe thoáng qua lỗ tai thì chúng ta biết âm thanh đó là âm thanh gì. Giống như người mà nói, trước đây chúng ta nghe cái giọng của người đó rồi, bây giờ nhiều khi là người ta đi ngoài vách nhà, người ta nói ba bốn điều thì mình nhận, chị A, cô Mê, cô B, cô Bích, anh Xài gì rồi. Chứ không làm sao chúng ta không biết. Nghe cái tiếng là chúng ta biết rồi.
Thì cái tưởng ở đây tức là cái kinh nghiệm cảnh, kinh nghiệm mà chúng ta đã từng thấy, từng nghe, từng xúc chạm, từng suy nghĩ, từng ngửi, từng nếm, cái đó là cái kinh nghiệm cảnh. Như vậy thì cái đó là tưởng quẩn sanh nhà canh thạ. Rồi hành quẩn tức là cái sự cái trạng thái ở nội tâm của chúng ta trong cái sự sanh diệt của thân và tâm này. Mặc dù là chúng ta biết rằng sắc quẩn của chúng ta đó là sanh diệt chậm hơn danh pháp tâm của chúng ta đó là 17 sát na ở một cái lộ bình thường, lộ trình tâm bình thường đó, là chúng ta nói như vậy. Nhưng mà rồi nó cũng đang sanh diệt mà. Nếu mà ai nói định nghĩa già trong cái già ở trong cái nghĩa đen á, thì quả thật là chúng ta nhìn ở cái nghĩa đen, cái thường thức ở trong cuộc đời này và cái thực tế trong cuộc đời này, có nghĩa là người già là mắt lờ, tai điếc, tóc bạc, răng rụng, rồi da nhăn là người già. Nhưng sự thật đó, nếu chúng ta hiểu trong cái nghĩa chân đế đó, thì chúng ta đang sanh diệt trong mỗi từng sát na, đang từng già trong từng sát na, già trong từng sát na. Rồi chúng ta cũng từng chết trong từng sát na luôn. Bởi vì sát na ở đây đó là cái con số đếm mà dời thời gian rất là ngắn so đối với Phật giáo. Phật giáo nói cái từ sát na đó rất là ngắn. Nó ngắn hơn giây, nó ngắn hơn sao nữa. Bởi vì trong kinh nói rằng là một khải móng tay hàng triệu triệu sát na, thì mình thấy cái bóng tay chúng ta búng cái bóc về đây nè, là nó đã sinh diệt hàng triệu triệu sát na rồi. Thì không có cái con siêu đếm thời gian nào như đồng hồ mà có thể là tính được cái mức độ mà nó sanh diệt như vậy. Có nghĩa là thân và tâm của chúng ta đang sanh diệt, đang chết, rồi già chết, sanh diệt, sanh trụ dị diệt, là cứ như vậy hoài, như vậy hoài. Như vậy thì một người hiểu rằng là còn cái thức quẩn là ở đây đó, là cái mà nhận thức giác quan của chúng ta, mắt thấy tai nghe nè. Mắt chúng, con mắt của chúng ta đó là nhãn căn hay là nhãn vật, nhãn căn hay là nhãn vật. Nhưng mà rồi đó là cái gì mà do mắt thấy thì cái đó là gọi là cảnh sắc. Cái gì, tâm nào mà nương gá vào căn nào thì cái tâm đó được gọi là cái tên nó như vậy. Thí dụ như là nương gá vào mắt thì gọi là tâm nhãn thức, nương gá vào tai thì được gọi là tâm nhĩ thức. Bởi vì mắt chỉ thấy thôi chứ không nghe được, mà ngược lại tai chỉ nghe thôi chứ không thấy được. Năm tâm nương gá vào đâu thì nó bắt cái cảnh đó. Do đó cho nên là chúng ta gọi là các cái quan, giác quan. Nhưng mà nói một cách trong từ Phật học đó là căn cảnh và thức. Nó những cái sự đó đó, đó là sự giao thoa với nhau. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, nó là cái sự tập hợp, nó là cái sự tập hợp. Chúng ta thấy rằng là danh tâm của chúng ta cứ sanh diệt liên tục. Có lúc chúng ta buồn, có khi chúng ta vui, khi này chúng ta bình thản, có lúc nọ chúng ta buồn, có khi thì chúng ta vui. Vui, buồn và bình thản đó đó, nó như là một cái sự trải nghiệm, trải qua với là cái dòng sanh diệt của dòng của tâm thức mình mà thôi. Cho nên là để mà hình thành chữ thấy thì có các cái tâm sở, tối thiểu gì cũng phải có 7 cái tâm sở biến hành chứ. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền và tác ý chứ. Làm sao không có được những cái tâm sở đó. Những cái tâm sở đó nó phối hợp với cái tâm đó là tâm nhãn thức, thì ta hình thành nên cái sự thấy. Cho nên ở đó đó, chúng ta thấy là các cái thành phần nó tập hợp lại, nó không có cái gì mà nó độc lập. Cho nên á, chúng ta thường nghe ở trong kinh ngài Xá Lợi Phất, ngài có nói một cái câu là chỉ có sự thấy chứ không có người thấy. Chỉ có sự thấy chứ không có người thấy. Sự thấy ở đây có nghĩa là mắt mà giao thoa với trần cảnh, đó là cảnh sắc, thì hình thành nên sự thấy.
Mà nếu mà giao thoa với nhau, mà nếu là một xác chết thì không phải là nói là sự thấy được nữa. Mà trong đó phải có cái tâm nương gá vào nhãn căn mới hình thành được sự thấy. Rồi trong đó có cái sự chú ý của mình nữa. Rồi phải có những cái sự phụ thuộc khác nữa. Phụ thuộc khác đó là ánh sáng, rồi không gian giữa cảnh và căn. Cảnh và căn, không gian, cái khoảng không gian giữa cảnh và căn, giữa cái mình thấy và cái thấy. Cái thấy con mắt và cái được thấy đó là cảnh sắc. Nó phải có khoảng không gian, rồi phải có ánh sáng, rồi phải có cái sự chú ý. Như vậy thì nó mới hình thành được sự thấy. Cho nên là cái sự thấy của mình cũng chỉ là sự thấy, chứ không có người thấy. Mình thì thường, với một người phàm phu thì mình thường có một cái suy nghĩ rằng tại vì tôi thấy như vậy nó trái nghịch lòng quá, nó bực bội quá, nó khó chịu quá, hay tôi thấy như vậy tôi thấy tôi ưa, tôi thích, tôi ham, vân vân. Cho nên là mình mới có sự đắm nhiễm. Mà trong kinh gọi đó là gì? Phản ứng thuận nghịch. Trong kinh gọi đó là phản ứng thuận nghịch. Phản ứng thuận nghịch là gì? Thuận là mình ưa thích, nghịch là mình khó chịu. Phản ứng thuận nghịch là vậy. Cho nên là cái ưa thích và cái khó chịu nó là biến cho cái nội tâm của mình bị trói buộc. Mặc dù là cái khó chịu cũng là trói buộc. Một khi mà quý vị mà giận ai, quý vị khó chịu với một người nào, mình nuôi cái ở trong lòng mình, những điều đó nó hằn học ở trong tâm, nó trở thành một cái khó chịu ở trong lòng. Quý vị ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên, thức dậy nhớ đến những điều người đó, nhớ điều người đó nói, nhớ việc người đó làm, vân vân, nhớ hình ảnh của người đó, thì mình thấy là mình không hài lòng rồi. Hoặc là cái người nào mình thương thích, mình ưa thích, thì mình thấy cái nhớ đến hình ảnh đó, thì mình cảm thấy đó là sự thích thú, đó là sự dính mắc. Nói chung là cái nào cũng là sự dính mắc hết, dính mắc hết. Cho nên ở đây đó là khi mà một người hiểu rõ rằng ngũ uẩn của chúng ta, tức là trong nội thân của chúng ta đó, là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đó là một cái sự tập hợp, đó là sự tập hợp của các thành phần, chứ không có một cái gì, không có cái tôi trong đó, không có cái chi là của tôi trong đó, không có của tôi, không có tôi và cũng không có của tôi trong đó. Nếu mình hiểu kỹ, mình hiểu kỹ ở điều này, bởi vì nếu có tôi đó thì cái thấy đó là nhất nhất trước sau cũng như một. Nhưng mà quý vị biết rằng cái tâm mình nó sinh diệt liên tục, nó thay đổi liên tục, cho nên cái thấy của thời điểm trước và cái thấy của thời điểm sau nó đều là có cái sự nhận thức khác nhau, thấy không? Vì vậy cho nên là con người của mình nó có lúc vui, lúc buồn, lúc bình thản, lúc thì đối với mình thì thích thú, nhưng mà đối với người khác thì nó là bình thường. Đối với mình thì dính mắc, thì đối với người là bình thường. Đối với mình thì bình thường, nhưng mà đối với người khác đó là dính mắc. Như vậy thì ở đây đó, nếu như một ai mà còn nghĩ cái gì là sở hữu của mình ở trong nội thân này, rõ ràng đó cũng là sự trói buộc. Đó là cũng là sự trói buộc. Cho nên Đức Phật Ngài dạy ở đây, người chánh tri hiểu biết không có gì sở hữu. Bởi từ cái sở hữu đó cho nên chúng ta mới sinh ra cái ngã chấp tôi, tự ngã của tôi hoặc là của tôi. Tôi đây nè, tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng. Tự ngã của tôi là ở trong cái tôi này có tôi ở trọng, trong có cái tôi ở trọng. Rồi là của tôi, nghĩ rằng của tôi thì không có cái gì là của tôi. Thì cho nên là với cái người trí đó thì chính thân còn chẳng ra vốn là sự nghiệp, cái chi của mình. Phật dạy vậy. Cho nên là không có cái gì của mình, không có cái gì của mình. Nếu mà mình hiểu được điều đó đó thì trên cuộc đời này thì quý vị thấy rằng đó, mình trải qua bao nhiêu kiếp đời, đời sống của mình bao nhiêu năm rồi, thấy không?
rồi mình cứ ở trong cái dòng mà mình hiểu là nó là trong cái dòng lẫn quẩn, dòng lẫn quẩn. Mình được cha mẹ sinh ra nè, lớn lên cho ăn học nè, cho ăn học nghề nghiệp kiến thức nè, rồi mình lập gia đình nè. À, khi mình lập gia đình vậy đó, thì mình phải lo lại cho con cái của mình nè. À, đó là trong cái dòng lẫn quẩn mà. À, thế là con cái mình lớn lên đó, thì nó biết nghĩa, biết tình, biết hiếu, biết để đó, thì nó còn có hiếu lại với mình. À, nó còn biết sống tốt, nó còn biết chăm lo lại mình. Còn có đứa nó ngỗ nghịch thì thôi, tạo nên sự khổ mà thôi. À, tạo nên sự khổ. Mà đời á, thì cũng không phải như mình được đâu. À, tất cả đều là do duyên hết. Tất cả đều là do duyên hết. Cho nên á, ở đây đó, nếu như một ai mà Đức Phật này dạy rằng, nếu mà người có chánh trí thì hiểu rõ là không có cái gì sở hữu. À, không có cái gì là sở hữu của mình hết á. Hãy xem nó thật là hại. Bởi vì như chúng tôi nói á, một khi chúng tôi đã có một cái ý niệm mà cái đó là của tôi thì dứt khoát là chúng tôi bị khổ. Chúng tôi bị khổ. Ngay từ cái thời điểm mà chúng ta khởi lên cái ý niệm cái đó là của tôi, cả nội thân lẫn ngoại thân. Nội thân lẫn ngoại thân. Nội thân á, tức là chỉ cho ngũ uẩn của mình, mà ngoại thân tức là chỉ bao nhiêu cái sản vật ở trên cuộc đời này, bao nhiêu người chung quanh của chúng ta. À, chúng ta đến trong cuộc đời này đó thì phải nói là do phiền não, do nghiệp mà thôi. Chúng ta sanh trong cuộc đời này đó, làm anh em quyến thuộc với nhau đó, là có cái duyên với nhau. Nhưng mà rồi đó là nghiệp ai nấy mang. À, việc nghiệp ai nấy mang, chứ không ai gánh cho ai. À, cho nên đó, là mình biết đó là một khi mình đã tạo nghiệp thì nghiệp mình, cái nghiệp đó, nghiệp thiện, nghiệp ác gì đó, mình nhận lấy, chứ không ai nhận lấy cho mình. À, vì vậy cho nên là hiểu rõ rằng là không có cái gì là sở hữu của mình, thì nó mới là đỡ tổn hại cho mình thôi. Còn nếu như mà mình nghĩ đó, cái từ cái vật nội thân, từ cái ngoại nội vật ngoại thân cho đến cái nội thân của chính mình, à, thì không có cái gì là của mình. À, không có gì của mình. Cho nên cũng chính vì nghĩ rằng cái của mình, cho nên biết bao nhiêu trên cuộc đời này, được mất hơn thua, dinh nhục trên cuộc đời này, đó là tám ngọn gió đời. Tám ngọn gió đời. Rồi chúng ta đến với cuộc đời này, người sống thọ thì cả 8, 7, 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi. Nhưng mà người chết yếu thì cũng 5, 30 tuổi, 2, 30 tuổi thì họ cũng đã chết rồi. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng á, là mình ra đi không có đem theo được cái gì hết, mà mình nghĩ nó là sở hữu thì bị trói buộc. À, và cái trói buộc này đó thì xin thưa quý vị, đó là từ khi mình khởi lên cái ý niệm cái đó là của mình, thì mình bị trói buộc. Cho nên là biết bao nhiêu cái sự khổ trên cuộc đời này. À, người ta khổ vì cái này, có khi thì người ta khổ vì cái khác. Khổ tới khổ lui đó là vì có cái thân này thôi. Có cái thân này đây. Cho nên là trong kinh có nói rằng là dù là nói là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, ghét mà gặp mặt nhau cũng là khổ. Nhưng mà tóm lại Đức Phật này dạy rằng do chấp thủ năm quẩn cho nên khổ. Vì nghĩ đây là sắc quẩn này là của tôi, thọ quẩn này là của tôi, tưởng quẩn này của vô tôi, thức quẩn này của tôi, hành quẩn này của tôi, vân vân. Hoặc là tự ngã của tôi, thọ tưởng hành thức này đó là tự ngã của tôi, hoặc của là tôi ở trong đó. Cho nên khi nào mà mình nghĩ rằng cái đó là sở hữu của mình thì khi đó mình khổ. Khi đó mình khổ. Cuộc đời này đó thì xin thưa quý vị, nó là trong cái sự trói buộc, ràng buộc. Chỉ có một cái người mà Đức Phật ngài nói là cái người chánh tri hiểu biết, tức là mình phải hiểu biết một cách chân chánh, thì mình không có bị trói buộc. À, không có bị trói buộc. Tức là mình đừng nghĩ rằng không có cái gì là sở hữu của mình hết, thì mình mới là nhẹ nhàng thanh thản thôi. À, còn cái gì mà còn nghĩ rằng của mình thì
mình còn bị trói buộc. À, cho nên nếu như mà ai làm một điều gì đó thì nghĩ rằng mình đừng có dính mắc nó, mặc dù là nói rằng là không phải là chúng ta thành bại nên hư gì đó, mặc kệ nó ra sao thì không phải như vậy, không phải cái thái độ là mặc phó cho đời nó ra sao đó, mình không chăm chút nó. Nhưng mà khi mà mình chăm chút nó, mình nghĩ cái gì đó là sở hữu của mình thì thật sự đó là sự trói buộc, đó là sự khổ đau. Mà qua cái câu chuyện này chúng ta thấy cái việc mà ông nam thanh niên Bà La Môn này, du sĩ này đã có một cái ý nghĩ là vì thương vợ mình, vì muốn cái này cái kia cho nên là uống cái dầu vô đó, và cuối cùng là phải bị cảm thọ đau đó. Cái hình ảnh đó để nói rằng Đức Phật Ngài nói rằng là chính ai mà nghĩ rằng cái gì là sở hữu của mình thì người đó sẽ bị khổ, bị não hại, hay là những ai mà không nghĩ rằng cái đó là không sở hữu của mình, không phải sở hữu của mình, thì người đó không bị trói buộc. Còn ngược lại, nghĩ cái đó sở hữu của mình thì trói buộc, nó trói buộc nhiều thứ lắm. Bởi vậy cho nên là ở trong phần tứ phược hoặc là tứ thủ đó, tứ phược tức là cái sự trói buộc, ràng buộc đó, thì đó cũng là một trong cái ý niệm của một người khởi lên cho rằng cái đó là của mình, cho nên là cái đó nó sẽ trói buộc chúng ta. Và do trói buộc đó cho nên ở hiện tại chúng ta bị khổ, tương lai chúng ta cũng bị khổ. Tương lai tức là kiếp sau đó, chúng ta vẫn bị khổ. Khổ là sao? Do cái sự chi phối của phiền não, cho nên chúng ta lại tiếp tục luân hồi nữa. Có may mắn á, thì chúng ta được sanh làm người. Được sanh làm người đỡ hơn là sanh làm các sinh vật, các cái loài bàn sanh đi, hay là địa ngục đi. Thì may mắn lắm là chúng ta được sanh làm người. Mà sanh làm người á, thì chúng ta cũng là chịu trong cái khổ chung nhất. Mà Đức Phật Ngài nói là ba cái hiện tướng của khổ đó là gì? Hiện tướng của Dukkha, Dukkhata, tức là khổ khổ. Khổ khổ ở đây đó là cái khổ mà chúng ta thường đối mặt nhất, đó là sanh già bệnh chết, đói lạnh, vui buồn, hài lòng, phật ý gì đó. Cái đó nó liên quan với cuộc sống. Hoại khổ tức là hành khổ, tức là cái gì? Cái gì nó thay đổi những cái cảm thọ với nhau. Chúng ta vui buồn nè, chúng ta bình thản nè, chúng ta vui buồn, chúng ta bình thản, chúng ta bình thản rồi chúng ta vui buồn, nó thay đổi những cái cảm thọ khác nhau đó, thì cái đó được gọi là hành khổ. Hành khổ rồi cái hoại khổ, cái đang hạnh phúc mà bị mất đi cái hạnh phúc đó, bỗng nhiên chốc lát nào đó mà mất đi cái hạnh phúc đó, đó là hoại khổ. Cho nên cả cái tâm thức của mình, tức là bốn thành phần danh quẩn của mình, thọ tưởng hành và thức đó, nó cũng là sanh diệt, nó cũng là sanh diệt. Và sắc quẩn của chúng ta, tức là thể chỉ cho cái thể chất của chúng ta, sắc thân của chúng ta, mặc dù được chỉ cho 28 sắc pháp đó, nhưng mà rồi đó thì quý vị nói một cái điều đó là cái đó đó là khi nào mà chúng ta nó được sanh diệt, nó được thay đổi những cái cảm thọ thì đó là hành quẩn. Nhưng mà cái cảm thọ mà chúng ta đang lạc đây mà bỗng nhiên mất cái lạc đó thì đó là hoại khổ. Đó là hoại khổ. Cho nên là chúng sanh tồn tại ở dưới dạng ba cái khổ: Dukkha Dukkhata, Vipa Sankhara Dukkhata và Viparina Dukkhata, tức là khổ khổ, rồi hành khổ và hoại khổ. Và các sanh phạm sắc giới, vô sắc giới thì có thể là người ta bị cái hoại khổ và cái hành khổ đó. Họ ta cũng người, những cái chúng sanh đó là do năng lực của thiền sống được thọ, thì những chúng sanh đó không phải là khổ như chúng ta là sanh già bệnh chết, không phải có những cái mà cảm thọ đau đớn của sắc thân, cũng không phải là cảm thọ đau buồn của tâm lý, buồn rầu của tâm lý, mà là cái sự hoại khổ là chúng ta, những chúng sanh đó đang lạc trong thiền, đang lạc trong thiền mà bốc chốc mất cái lạc của thiền thì cái đó là hoại khổ. Rồi là cái hành khổ là cái sự thay đổi nhau từng ở cảm giác, cảm thọ khác nhau, đó là hành khổ.
Cho nên là chúng sanh ở dưới dạng năm uẩn này thì được tồn tại dưới ba cái khổ, là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Như vậy thì hiểu một điều ở đây đó, Đức Phật Ngài nói đó là một người một người mà nghĩ rằng cái gì là sở hữu của mình thì bắt đầu từ đó, từ cái thời điểm đó mình bị khổ. Chỉ có cái người mà thấy rõ, biết rõ, hiểu bằng biết bằng cái chánh trí của mình, chánh tri của mình, hiểu một cách chân chánh thì mình hiểu rằng vạn vật đều là do duyên. Các cái cảm thọ không có cái gì hết, rồi ngoại thân, nội thân, rồi cái gì đó không phải là của mình, thì mình mới có thật thanh thản, mới có thể nhẹ nhàng, được mất hên thư, hơn thua, dinh nhục trên cuộc đời này nó cũng vốn là cái ngọn gió đời mà thôi. Nếu mà mình hiểu được những điều đó như vậy đó, thì mình mới có được cái sự an lạc, mới đó có được cái sự rũ bỏ, nhẹ nhàng, thanh thản được. Trong cái bài học này đó, chúng ta hiểu rõ rằng Đức Phật dạy khi mà mình còn nghĩ cái gì là sở hữu của mình thì bắt đầu thời điểm đó chúng ta có khổ, dù là vật ngoại thân hay là nội thân. Nội thân tức là chỉ cho ngũ uẩn này, ngoại thân là những gì đó sở hữu. Chúng ta nghĩ rằng nhà cửa, vợ chồng, con cái, cháu chắc, tiền bạc, bộ đài, xe cát gì đó, cái đó chúng ta nghĩ rằng cái đó là sở hữu của mình thì mình bị khổ. Cho nên là hôm nay đó chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời trong cái bài học này, cũng hiểu rõ rằng cái lời dạy của Phật để chúng ta nghiền ngẫm coi ai đã từng có những cái trải nghiệm trong cuộc sống, rồi mình nghĩ rằng mình thương cái người nào nhiều đó, và mình thương người nào nhiều thì có khi mình bị thất vọng đối với người đó rất là nhiều. Và vì mình nghĩ rằng cái đó là chồng tôi, cái đó là vợ tôi, cái đó là con tôi, cái đó là tài sản tôi, cái đó là cháu tôi. Vì mình nghĩ cái đó của tôi cho nên cái người nào mà mình nghĩ rằng mình thương thích, mình nghĩ là của mình, cho nên là mình khổ lắm. Bất cứ vật nội thân hay ngoại thân gì cũng vậy. Có cái trải nghiệm như vậy thì mình mới hiểu được cái lời dạy của Phật. Rồi chúng ta mới tận áp dụng, từng thấy được cái sự an lạc, thanh thản cho chính mình. Đó là cái bài học mà chúng ta thấy rằng rất đắt giá cho chúng ta. Chúng tôi xin được đức dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe, hiểu và học để cố gắng hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân. Chúng con Thượng Tọa hành chúc được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng đến sư.